Thấy bảo bác Sơn mổ rồi bóc tách được các cái nang ấy, và khi mà đặt túi vào thì mình sẽ hạn chế được cái nang nó mọc ra nhiều. Của chị là bị nang ấy, nhiều nang ấy, xong rồi đợt vừa rồi thì nó cũng sưng to và nó bị nhiễm khuẩn ấy, nhiễm trùng ấy. Thì bác sĩ cũng bảo là uống thuốc và một thời gian xong rồi đi bóc tách. Trước đây khoảng 20 năm, hơn 20 năm thì chị có mổ, thì ngực nó rất là sệ và cái đầu ti nó tụt vào trong. Thế thì chị cũng thấy bảo bác Sơn mổ rồi bóc tách được các cái nang ấy, và khi mà đặt túi vào thì mình sẽ hạn chế được cái nang nó mọc ra nhiều. Thì thực ra thì chị thấy thứ nhất là phải an toàn đã, vì chị vẫn đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu. Thứ hai là cũng thấy nói là bác làm không đau, không phải ống dẫn lưu và cũng nhanh chóng bình phục ấy. Đấy, và hai nữa là cũng thấy nói là bác làm thì rất là tự nhiên và đẹp, thì thôi thì lấy hết can đảm đi làm. Chị mong điều mong nhất đó là thứ nhất là hạn chế được cái việc nang của chị đấy, bóc tách nang và hạn chế được. Thứ hai nữa là không đau và tự nhiên và an toàn.